Thí nghiệm chứng minh tính hướng nước ở cây. Để thực hiện thí nghiệm, cô có chuẩn bị 2 khay đất ẩm và xốp. Cô ký hiệu khay số 1 và khay số 2. Để đất được tơi xốp, chúng ta nên trộn với một ít chấu mục. Các em lưu ý 2 khay nhựa đều được đục lỗ nhỏ ở phía dưới. Tiếp theo là hạt đỗ xanh được ngâm trong nước ấm khoảng 40 độ C trong vòng 4 giờ. Bây giờ, cô sẽ rải đều hạt đỗ đã nảy mầm lên khay số 1. Các em quan sát. Ở khay số 2, cô chỉ rải đỗ đã nảy mầm ở 1/2 của khay, như các em đang quan sát. Ở khay số 2, cô sẽ đặt một hộp nhỏ, sao cho khay nghiêng một góc 45 độ. Lưu ý các hạt đỗ phải ở phía trên của khay. Với khay 1, chúng ta để yên trên mặt phẳng nằm ngang như các em đang quan sát. Chúng ta chú ý để hai khay ở nơi có đủ ánh sáng để cây tiếp tục phát triển. Với khay 1, hàng ngày chúng ta tưới đều trên mặt khay. Với khay số 2, các em lưu ý chỉ tưới nước ở phía đối diện của khay, nơi không có hạt đỗ. Sau một thời gian, các em quan sát sự phát triển của cây. Với các cây ở khay số 1, chúng ta sẽ quan sát hướng phát triển của rễ ở cây số 1. Với khay số 2, chúng ta cũng quan sát hướng phát triển rễ ở cây số 2. Các em quan sát. Từ kết quả thí nghiệm, các em hãy rút ra kết luận về tính hướng nước ở cây.